Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tổng kết việc thực hiện nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thảo luận tại tổ, đa số các ý kiến cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, trước tình hình bất ổn thị trường thế giới, những tồn tại nhất định của nền kinh tế trong nước do độ mở lớn, một số đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần có những chính sách điều hành quyết liệt hơn nữa. Chúng ta cần phải tái cấu trúc mạnh hơn nữa các thị trường tài chính, thị trường bất động sản, và tạo ra một thể chế chặt chẽ và minh bạch. Chúng ta cũng phải đẩy nhanh xử lý các cái tổ chức tín dụng yếu kém để tạo một cái thị trường hệ thống an ninh tiền tệ một cách chặt chẽ và hiệu quả. Và chúng ta cần xem xét thu hút cái FDI một cách chọn lọc, cần phải điều hành một cái thị trường xăng dầu một cách năng động hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, rút ngắn cái thời gian điều chỉnh cái giá xăng dầu, không để cái tình trạng mà thiếu xăng dầu cục bộ khi mỗi lần mà chúng ta chuẩn bị điều chỉnh cái giá cả. Cái thu mà từ cổ phần hóa thì trong đó là có cái thoái vốn nhà nước cũng rất là chậm. Và đồng thời là trong cái gói kích thích kinh tế này, ngay cả cái hỗ trợ 2% cái lãi suất đến giờ này là coi như không thực hiện được. Nay nữa lên hình như mấy nghìn tỷ, trước đây là có 1.000 mấy đó. So với lại 40.000 là cũng không đạt yêu cầu. Mà báo cáo chỉ hôm họp thường vụ tôi có nói, nếu mà như cái tình huống này, cuối năm nay tôi e rằng là sẽ có lạm phát cao. Bởi vì báo cáo chỉ chúng ta đang kích cầu rất lớn. Thì như vậy nếu mà cầu dịch chuyển mà cung đứng yên thì giá tăng, lượng tăng, nhưng mà giá tăng thì ảnh hưởng đến lạm phát rất lớn. Một số đại biểu cho rằng năm 2023, nếu chính phủ không đưa ra các giải pháp quyết liệt tăng tốc thì sẽ khó thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%. Thu ngân sách tăng vượt dự kiến cũng chủ yếu từ đất đai và sổ số kiến thiết thủ đô, do đó cần tính toán cụ thể nguồn chi, xem xét xử lý nghiêm các tình trạng trốn thuế, chậm nộp chuyển giá, tránh thất thoát ngân sách của nhà nước. Cũng trong sáng nay thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, nhiều ý kiến đề nghị chính phủ đánh giá lại hiệu quả các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Các đại biểu đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm, trong đó nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đã góp phần trong việc thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều chính sách hỗ trợ trong nghị quyết chưa thực hiện thành công, đặc biệt là gói hỗ trợ lãi suất 2%. Các doanh nghiệp người ta đang mong chờ, rồi là các nền kinh tế mong chờ là nếu mà giải ngân, chúng ta giải ngân thì cái này thì chắc là chúng ta sẽ không phải chỉ phát triển 8%, có thể phát triển hơn nữa. Thì tôi cũng rất mong là có thể chính phủ cũng sẽ nghiên cứu tìm cách mà tháo gỡ để cái phần giải ngân về cái gói hỗ trợ này trong 2023. Là đề nghị là chính phủ là cần đánh giá rồi có các giải pháp mạnh rồi hiệu quả hơn, rồi khắc phục những cái điểm nghẽn trong triển khai cái giải ngân, rồi các hỗ trợ cho người dân đối với doanh nghiệp sau Covid-19, và để các chính sách và nguồn vốn này là nhanh chóng tới được người dân và doanh nghiệp. Cũng trong sáng nay, các đại biểu cho ý kiến vào báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.